Chiều nay, tổ công tác của Ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia đã có buổi làm việc với Ban tổ chức của tỉnh về công tác chuẩn bị cho môn thể thao tổ chức tại Ninh Bình. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022, gồm 40 môn thể thao, trong đó chủ yếu diễn ra tại Hà Nội, một số môn thi đấu ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình được chọn đăng cai thi đấu môn Karate diễn ra từ 17 đến 19 tháng 5. Có tổng số 15 bộ huy chương với sự tham gia của trên 400 quan chức và vận động viên của các nước. Thời gian qua, Ban tổ chức của tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được phân công như chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tập luyện và thi đấu, lực lượng tình nguyện viên đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, công tác hậu cần, đón tiếp các đoàn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến kinh phí phục vụ thi đấu, mua sắm trang thiết bị, phòng chống dịch, số lượng và hoạt động của lực lượng tình nguyện viên, việc đón tiễn các đoàn, công tác thông tin tuyên truyền, thành lập trung tâm báo chí nhằm đảm bảo cho việc thi đấu môn karate của SEA Games 31 diễn ra tại Ninh Bình thành công tốt đẹp.